Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật. Phía đông khu rừng Mani, Hoa Chi Luân có thành thị lớn tên là Thành Diễm Quang Minh. Thành đó là kinh đô của vua chuyển Luân Thánh Vương Ở. Có chàng vạn ước Na Do Tha Thành bao bọc chung quanh thành lớn đó làm quyến thuộc. Thành lớn đó dùng rượu báu thanh tịnh làm nên, Nam Bắc dài 7.000 do tuần, Đại do tuần 80 dặm, Trung do tuần 60 dặm, Tiểu do tuần 40 dặm đây là đại do tuần. Đồng tây cũng dài 7.000 do tuần, có quách làm bằng bảy báu, nội thành gọi là thành, ngoại thành gọi là quách. Lầu mái trên thành tự địch đều rất xinh đẹp trang nghiêm, có sông bảy tầng bảo hộ thành, đều dùng bảy bóng làm thành, nước thơm trong sông tràn đầy. Lại có hoa sen xanh đỏ vàng trắng, bốn màu đều làm bằng các thứ bóng khắp nơi nở rộ dùng để nàng nghiêm sức có cây bóng đà la có bảy tầng bao bọc cung điện đầu gác đều dùng các thứ bóng để trang nghiêm có đủ thứ lưới đẹp rong buổi phía trên lại có hương giải hoa có trăm ngàn vạn ước na do thà cửa đều dùng các thứ bóng trang nghiêm trước mỗi mỗi cửa đều có bốn mươi chín chàng báo thi la thứ lớp thẳng hàng lại có trăm vạn ước vườn rừng bao bọc chung quanh trong vườn rừng đó đều có đủ thứ hương thơm có hương thơm cây mani tỏa ra khắp nơi, có các thứ chim cùng hót, khiến cho người nghe đều hoan hỉ vui vẻ. Có cây báu đà la, cây đó rất cao, quả có thể ăn, lá dài và to có thể biên kinh. Có bảy tầng bao bọc thành đó, trong thành có cùng điện lầu các, đều dùng các thứ báu trang nghiêm, lại có đủ thứ lưới đẹp che phủ phía trên, lại có hương giải hoa sông chiếu trong đó vừa thơm lại vừa sáng rực rỡ, khiến cho tâm thần sảng khoái. Chúng sinh trụ ở trong thành đều chẳng có vọng tưởng, cùng hưởng thụ phước bóng cực lạc. Thành diễm quang minh đó lại có trăm vạn ước na giao tha cửa thành, đều dùng các thứ bóng làm thành. trương mỗi cửa đều có 49 tràng thi la, các tường thanh tịnh, mỗi tràng nối tiếp tràng phát, thành hàng thành nối rất ngay thẳng lại có trăm vạn ức vườn rừng bao bọc chung quanh thành đó. Ở trong vườn rừng có các thứ hương thơm của các thứ hoa, có hương thơm cây mani, tỏa ra thơm tho ngào ngạt, sông ướp khắp vườn rừng và cả thành. Lại có trăm thứ chim, cùng hót tiếng êm tai rất dễ nghe, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỉ. Trong thành lớn đó hết thảy mọi người đều thành tựu nghiệp báo thần túc thông, có thể đi đứng trên không giống như chư thiên, tâm ý muốn gì thầy đều được như ý. Trong thành diễm quang minh, hết thảy những người ở trong đó đều thành tựu thiện nghiệp báu, viên mãn thần túc thông. Đó là do thuở xưa tạo ra các nghiệp thiện, có thể đi đứng ở trong hư không, giống như chư thiên, muốn du hành đến đâu, tâm nghĩ đến thì sẽ tới. Phạm là ở trong tâm mong muốn gì, như quần áo ăn uống, nghĩ gì thì sẽ đến ngay lập tức. Đó là phước báu của người trời rượu không thể tả. Về phía nam của thành đó, có một thành của người trời, tên là Thụ Hoa Trang Nghiêm, kế đó vòng về bên phải, có thành của loài rồng, tên là Cứu Kính, kế lại có thành của loài dạ xoa, tên là Kim Cang Thắng Diệu Tràng, kế lại có thành của Càn Thác Bà, tên là Diệu Cung, kế lại có thành của Atula, tên là Bảo Luân kế lại có thành của ca lô la tên là diệu bảo trang nghiêm kế lại có thành của phần na la tên là du hí khoái lạc kế lại có thành của ma hầu Na già tên là kim cang tràng kế lại có thành của phạm thiên vương tên là trùng trùng diệu trang nghiêm có các thành như vậy nhiều hàng trăm vạn ức na do tha phía nam thành diễm quang minh có một thành trời là thành của người trời ở, tên là thành thụ hoa trang nghiêm. Kế đó, vòng về phía bên phải, có thành của rồng, là thành của rồng ở, tên là thành cửu kính. Kế lại có thành của dạ xoa, là thành của quỷ khinh tiệp ở, tên là thành kim cang thắng diệu tràng. Kế lại có thành của càn thác bà, là thành của hương thần ở, tên là thành diệu cung. Kế lại có thành của Atula, là thành của phi thiên chúng sinh ở, vì có phước trời mà chẳng có đức trời, nên gọi là phi thiên. Tên là Thành Bảo Luân, kế lại có thành của Ca Lâu La, là thành của chim cánh vàng ở, tên là Thành Diệu Bảo Trang Nghiêm, kế lại có thành của Phần Na La, là thành của Nghi Thần ở, tên là Thành Du Hí Khoái Lạc, kế lại có thành của Ma Hầu La Già, là thành của Đại Mãng Già ở, tên là Thành Kim Cang Tràng, ở trên là thành của Thiên Long Bát Bộ ở, kế lại có thành của phạm thiên vương là thành của đại phạm thiên thi khí ở ông ta rất tin sâu chánh pháp mỗi lần phật ra đời ông ta là người thành phật truyền pháp luân đầu tiên tên là thành trùng trùng diệu trang nghiêm các thành như vậy có nhiều hàng trăm vạn ức na do tha mỗi mỗi thành đó đều có trăm vạn ước na do tha lầu các cùng bao bọc chung quanh mỗi lầu các đều có vô lượng sự trang nghiêm Trăm vạn ước na do tha thành đó, trong mỗi thành đều có trăm vạn ước na do tha lầu cát cùng bao bọc chung quanh thành. Mỗi lầu cát đều có vô lượng vô biên bóng đẹp trang nghiêm. Các Phật tử, trong rừng lớn Mani hoa trì luân đó, có một đạo tràng tên là bảo hoa biến chiếu, dùng các thứ báu để trang nghiêm, lại có vòng hoa mani, nở rộ đầy khắp mọi nơi, đốt đèn dầu thơm đầy đủ các màu sắc báu có mây rực rỡ che phủ lưới quang minh chiếu soi khắp mọi nơi các đồ trang nghiêm thường phóng ra ánh sáng màu sắc rượu báu trong tất cả âm nhạc ngân tấu lên tiếng êm tai trong báo vương mani hiện ra thân hình bồ tát lại có đủ thứ hoa quý đầy khắp mười phương bồ tát phổ hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật trong rừng lớn mani hoa trì lần đó có một đạo tràng tên là đạo tràng bà hoa biến chiếu dùng đủ thứ báu để trang nghiêm, lại có vòng hoa mani nở rộ khắp nơi rất xinh đẹp, lại đốt đèn dầu thơm, đầy đủ tất cả ánh sáng màu sắc các thứ báu, lại có mây rực rỡ năm quang mười sắc che phủ phía trên, lại có lưới quang minh chiếu sáng khắp đạo tràng. Phía trên tất cả đồ báu đẹp trang nghiêm, lại phóng ra đủ thứ quang sắc diệu báu. Trong tất cả âm nhạc, thường tấu lên tiếng hòa nhã êm tai, và trong châu báu mani như ý hiện ra thân hình Bồ Tát lại có đủ thứ hoa quý đầy khắp mười phương trước đạo tràng đó có một biển lớn tên là hương mani kim cang sinh ra hoa sen lớn tên là hoa nhụy diễm luân hoa sen đó rộng lớn hàng trăm ước do tuần thân lá tua đài hoa sen đó đều là rượu bóng có mười bất khả thuyết trong ngàn ước na do tha hoa sen cùng bao bọc chung quanh thường phóng ra quang minh, nguồn vàng già tiếng hay vi diệu đến khắp mười phương. Phía trước đạo tràng bảo hoa biến chiếu, có một biển lớn tên là biển hương mani kim cang. Trong biển đó sinh ra đóa hoa sen lớn tên là hoa nhụy diễm luân. Hoa sen đó rất lớn, chu vi là trăm ngàn do tuần. Thân lá tua đài hoa sen đều làm bằng diệu bóng, có mười bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha hoa sen bao bọc chung quanh. Hoa sen lớn đó làm quyến thuộc qua xem đến đó thường phóng đại quang minh trong quang minh đó luôn diễn nói diệu pháp âm quang minh và tất cả diệu âm đó đến các người phương thế giới hết thảy chúng sinh được quang minh đó chiếu nghe được diệu âm đó đều phát bổ đề tâm độ khắp tất cả hữu tình các phật tử thế giới thắng âm đó trong kiếp ban đầu có các như lai xuất hiện ra đời nhiều như số hạt bụi mười núi tù gì Vị Phật thứ nhất ra đời hiệu là Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Vân Phật. Bồ Tát phổ hiền lại gọi một tiếng các đệ tử của Phật thế giới thắng âm đó trong kiếp ban đầu có các vị Phật ra đời nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di để giáo hóa chúng sinh. Vị Phật thứ nhất ra đời hiệu là Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Âm Phật. Có người nghe kinh hoa nghiêm nghe tới nghe lui cũng chẳng hiểu gì là thành trụ hoại không bây giờ giảng thêm một lần nữa. Tuổi thọ của thế giới là một đại kiếp, chia ra thành trụ hoại không bốn trùng kiếp. Thời gian kiếp thành có 20 tiểu kiếp, thời gian kiếp trụ có 20 tiểu kiếp, thời gian kiếp hoại có 20 tiểu kiếp, thời gian kiếp không có 20 tiểu kiếp. Tóm lại, trong một đại kiếp có bốn trùng kiếp, trong một trùng kiếp có 20 tiểu kiếp, tức cũng là một đại kiếp có 80 tiểu kiếp. Con người có sinh ra bệnh chết, cũng giống như thành trụ hoại không bốn giai đoạn, một năm có xuân hạ thu đông bốn mùa. Đây cũng như thành trụ hoại không bốn giai đoạn, mùa xuân gieo giống là thành, mùa hạ lớn lên là trụ, mùa thu thu hoạch là hoại, mùa đông cất giữ là không, đều cùng một đạo lý bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp đừng chấp trước, phải từ nhỏ biết lớn, từ ít biết nhiều, từ gần biết xa, từ cạn biết sâu, phải nghiên cứu ngược lại do đó ôn cố tri tân, nghe kinh mà chẳng vọng tưởng, thì nhớ rõ ràng lâu mà chẳng quên nếu vừa nghe kinh vừa khởi vọng tưởng, thì giống như nghe mà chưa nghe, chẳng lọt qua tai, chẳng đi qua bộ não, nhớ cũng chẳng nhớ rõ ràng, thì nói chi đến hiểu. Đây là tựa phải mà trái, ăn nuốt chẳng nhai, là việc kỵ nhất về nghiên cứu Phật Pháp, trở thành đá cổ chân trong sự tu đạo, chẳng thể có sự tiến bộ. Các Phật tử nên biết khi Đức Phật đó xuất hiện ra đời, thì trước 100 năm, trong rừng lớn Mani Hoa Trì Luân đó, tất cả đều trang nghiêm, khắp nơi đều thanh tịnh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, vị Phật nhất thiết công đức sơn tu gì thắng âm đó, khi Ngài xuất hiện ra đời. Thì trước đó, 100 năm, trong rừng lớn Mani Hoa Trì Luân đó, bắt đầu trang nghiêm tất cả, khắp nơi đều thanh tịnh dự bị toàn thiện đón vị Phật đó hàng sinh xuống nhân gian. Đó là xuất hiện mây báo rực rỡ không thể nghĩ bàn, vang ra âm thanh ca ngợi công đức của Phật, diễn nói vô số âm thanh của Phật. Phóng quang mình rong như lưới, che phủ khắp mười phương, cung điện lầu cát cùng nhau chiếu sáng. Quang minh hòa báu phóng lên tụ lại thành mây, lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói căn lành rộng lớn của tất cả chúng sinh đã thực hành trong đời quá khứ, diễn nói danh hiệu của tất cả chư Phật ba đời, diễn nói con đường hạnh nguyện cứu kính của các Bồ Tát, diễn nói đủ thứ lời lẽ truyền diệu pháp luân của các Như Lai. Ở trong rừng lớn Ma Ni Hoa Trì Luân, chuẩn bị nghinh đón Đức Phật như thế nào? Nào là có mây báu tốt đẹp rực rỡ không thể nghĩ bàn, trong hư không phát ra tiếng khen ngợi công đức của Phật, lại diễn nói vô lượng vô biên âm thanh của Phật, phóng đại quang minh rằng buổi như mây che phủ khắp mười phương hết thảy cung điện và lầu cát cùng nhau chiếu sáng rực rỡ có quang minh hòa báu phóng lên hư không tụ lại thành mây trong mây lại vang ra và diệu âm diễn nói căn lành rộng lớn của tất cả chúng sinh đã tu hành trong quá khứ lại diễn nói danh hiệu của tất cả chư phật trong mười phương ba đời lại diễn nói con đường tu hạnh nguyện cứu kính, kính của các bồ tát hoặc nói về pháp môn tu hành của bồ tát đại trí văn thù bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát đại nguyện địa tạng vương lại diễn nói đủ thứ lời lẽ truyền diệu pháp luân của chư phật hiện ra các tướng như vậy để hiển rõ như lai sẽ xuất hiện ra đời hiện ra các tướng trang nghiêm như ở trước đã nói là để hiển rõ phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng vân sẽ xuất hiện ra đời trong thế giới đó tất cả các ông vua do thấy được các tướng đó nên căn lành thạnh thục đều muốn thấy phật mà đến đạo tràng trong thế giới thắng âm, hết thảy các ông vua, vì thấy được các tướng điểm lành đó, nên căn lành của họ thành thục. Họ đều muốn đi gặp Phật, gần gũi Phật, cung kính Phật, cúng dường Phật mà đến đạo tràng bảo hoa biến chiếu. Bây giờ, Đức Phật nhất thiết công Đức Sơn Tu gì Thắng Vân đột nhiên xuất hiện trong đạo tràng hoa sen lớn. Lúc đó là lúc nào? lúc tất cả các ông vua đến đạo tràng bảo hoa biến chiếu vị phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng vân đột nhiên xuất hiện trong đạo tràng hoa sen lớn khiến cho đại chúng chiêm ngưỡng lễ bái thần của ngài cùng khắp đồng chân pháp giới tất cả cõi phật đều thị hiện đức phật đó sinh ra hết thảy đạo tràng đều đến nơi đạo tràng đó vô biên sắc đẹp đầy đủ thanh tịnh tất cả ánh sáng thế gian không thể nào chiếu sáng hơn được đạo tràng đó đầy đủ các tướng báu mỗi mỗi tướng báu phân biệt rõ ràng tất cả cung điện đều hiện ra hình tượng đức phật đó hết thảy chúng sinh đều thấy thân phật lại có vô biên hóa phật từ trong thân của ngài hóa hiện ra có đủ thứ màu sắc quang minh đầy đủ pháp giới Pháp thần của Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu Di thắng vân khắp cổ mười phương đồng chân như Pháp giới. Trong tất cả cõi Phật đều thị hiện cảnh giới của vị Phật đó ra đời. Tất cả đạo tràng mười phương chư Phật đều đến nơi đạo tràng đó. Đây là cảnh giới cùng nhau chiếu soi, vô biên sắc đẹp, đầy đủ thanh tịnh, bất cứ ánh sáng thanh tịnh của thế gian cũng không thể chiếu sáng hơn được. Trong đạo tràng đó đầy đủ tất cả tướng báu, mỗi một thứ tướng báu đều phân biệt rõ ràng, chẳng có hỗn loạn. Thế thầy tất cả cung điện đều hiện ra pháp thân của vị Phật đó. Thế thầy tất cả chúng sinh đều thấy thân Phật, lại có vô biên hóa Phật, đều từ trong pháp thân của Phật biến hóa ra, lại có đủ thứ quang minh màu sắc đầy rẫy thế giới thắng âm như trong biển hương thủy thanh tịnh quang minh trên đỉnh núi hoa diễm trang nghiêm tràng tu di trong rừng lớn mani hoa trì luân xuất hiện ra thần phật ngồi trên tòa sư tử trong thế giới tháng âm có sáu mươi tám ngàn ước đỉnh núi tu di cũng đẹp như thế hiện thân mà ngồi trên tòa sư tử trong biển hương thủy có núi hoa diễm trang nghiêm tràng tu di trên đỉnh núi đó có rừng lớn mani hoa trì luân Mười phương chư Phật hiện thân ở trong rừng đó ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử Trong thế giới thắng âm có 68.000 ước đỉnh núi Tu Di Trên mỗi đỉnh núi đều có Phật đang ngồi ở trong đạo tràng vì chúng sinh thuyết pháp Phật với Phật cùng ngồi đạo tràng do đó Phật Phật đạo đồng Cảnh giới của thế giới thắng âm có thể dùng máy truyền hình để chứng minh Nói máy truyền hình là giả nó lại có hình ảnh xuất hiện nói nó là thật nhưng lại chẳng có người ở đó nói. Đây là thần thông của nhân gian hiện ra, còn thần thông của Phật diệu dụng đương nhiên siêu hơn máy truyền hình ngàn vạn lần, diệu không thể tả. Bây giờ ở giữa chân mày của Đức Phật đó phóng ra luồng đại quang minh, quang minh đó tên là phát khởi tất cả thiện, căn am, có các quang minh, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc, đầy dẫy tất cả cõi nước trong mười phương. Lúc đó ở giữa chân mày của vị Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng vân, phóng ra luồng hào quang trắng, tên là phát khởi nhất thiết thiện can âm. Có các quang minh, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc, đẩy dãy khắp mười phương cõi nước. Nếu có chúng sinh đáng được điều phục, thì quang minh đó chiếu đến liền đập tức khai ngộ, tiêu diệt các mê hoặc nhiệt não, dẹp sạch lưới nằm cái, phá tan các núi chướng ngại, thanh tịnh các cấu trưởng phát sinh tâm tin hiểu rộng lớn, sinh ra căn lành thù thắng, vĩnh viễn sang lìa tất cả các nạn khủng bố, diệt trừ tất cả khổ não của thân tâm, khởi tâm gặp Phật, hướng về nhất thiết trí. Nếu như có chúng sinh đáng được điều phục, thì quang minh đó chiếu đến, họ sẽ lập tức tự khai ngộ, tiêu diệt tất cả mê hoặc nhiệt não, dẹp sạch năm cái, tham dục, sân hận, thủy nguyên trạo hối, nghi ngờ, phá tàn tất cả núi chướng ngại, thanh tịnh tất cả cấu trược tham sân si mạn nghi và tầm tìm hiểu rộng lớn sinh ra căn lành thù thắng vĩnh viễn xa lìa tất cả các nạn sợ hãi trừ trừ tất cả khổ não của thân tâm sinh ra tầm muốn thấy phật hướng về nhất thiết trí lúc đó tất cả các ông vua và vô lượng trăm ngàn các quyến thuộc được quang minh của phật chiếu đến nên được khai ngộ đều cùng nhau đi đến chốn phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân đức phật lúc đó tất cả các ông vua và vô lượng trăm ngàn các quyến thuộc được quang minh của phật chiếu đến mà khai ngộ hiểu rõ phật pháp họ cùng nhau đến trốn phật năm thẻ sát đất lễ đại dưới trần phật các phật tử trong thành lớn diễm quang minh đó có ông vua tên là hỷ kiến điện huệ thống lãnh trang vạn ước na do tha thành Bồ Tát Đại Hạnh Phổ hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật trong thành lớn diễm quang mình đó. Có ông vua tên là Hỷ Kiến Thiện Huệ, ông ta thống lãnh trăm vạn ước Na Do Tha Thành, cũng có các chư hầu đông nhiều trăm vạn ước Na Do Tha. Phụ nhân thẻ nữ ba vạn bảy ngàn người, phụ nhân phước cát tường làm thượng thủ, vua có năm trăm người con, thái tử đại oai quang làm thượng thủ. Thái tử Đại Oai Quang có 10.000 bà phu nhân, phu nhân diệu kiến làm thượng thủ. Vua Hỷ Kiến Thiện Huệ có phu nhân và thẻ nữ ba vạn bảy ngàn người. Phu nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ. Vua có 500 người con. Thái tử Đại Oai Quang làm thượng thủ. Có một vạn bà phu nhân. Phu nhân Diệu Kiến làm thượng thủ. Bây giờ Thái tử Đại Oai Quang thấy quang minh của Phật rồi. Nhờ sức căn lành tu hành trong quá khứ, lập tức chứng được 10 pháp môn. Lúc đó Thái tử Đại Oai Quang thấy hiên quang minh của Phật rồi, vì nhờ sức căn lành tu hành trong quá khứ nên lập tức chứng được mười thứ pháp môn. Những gì là mười, đó là chứng được tam muội công đức luân của tất cả chư Phật, chứng được tất cả Phật pháp phổ môn Đà La Ni, chứng được tạo bát nhã ba la mật phương tiện rộng lớn, chứng được đại trang nghiêm đại từ điều phục tất cả chúng sinh chứng được phổ vân âm đại bi chứng được tâm đại hỷ sinh vô biên công đức tối thắng chứng được như thật giác ngộ tất cả pháp đại xà chứng được tạng đại thần thông phương tiện bình đẳng rộng lớn chứng được sức đại nguyện tin hiểu tăng trưởng chứng được pha môn biện tài vào khắp tất cả trí quang minh chứng được mười pháp môn gì đó là một chứng được tam muội công đức luân của tất cả chư Phật ba đời tu được hai chứng được tất cả Phật pháp phổ môn đà la ni, ba chứng được pháp phương tiện bát nhã ba la mật rộng lớn, ba pháp trên đây là chứng được Phật pháp tăng tam bảo. Bốn chứng được tầm đại Tràng nghiêm đại từ điều phục tất cả chúng sinh, năm chứng được phổ vân âm đại bi tâm, sáu chứng được tâm đại hỷ sinh vô biên công đức tối thắng, bảy chứng được tất cả pháp đại xả như thật giác ngộ. Bốn pháp trên là nói rõ bốn tâm vô lượng của Phật khiến cho chúng sinh phát tâm đại Bồ đề tám chứng được tạng đại thần thông phương tiện bình đẳng rộng lớn chín chứng được sức đại nguyện tin hiểu tăng trưởng mười chứng được pháp môn biện tài vào khắp tất cả trí huệ quang minh bây giờ thái tử đại oai quang đắc được các pháp quang minh như vậy rồi bèn nương oai lực của đức phật quan sát khắp đại chúng mà nói bài kệ rằng lúc đó thái tử đại oai quang đắc được mười thứ pháp quang minh rồi bèn nương đại oai thần lực của chư phật quan sát khắp hết thảy căn tánh của đại chúng nói ra bài kệ khiến cho đại chúng hiểu thêm một bước thế tôn ngồi đạo tràng phóng quang minh thanh tịnh ví như ngàn mặt trời chiếu khắp cõi hư không đức thế tôn xuất hiện ra đời ngồi nơi đạo tràng giáo hóa chúng sinh thế giới đó khắp thanh tịnh phóng đại quang minh khiến cho tất cả chúng sinh thấy quang minh mà khoai ngộ đoạn trừ mê hoặc chứng được pháp chân như Quang minh đó siêu hơn tất cả, giống như ngàn mặt trời xuất hiện ở trong hư không, chiếu khắp cõi hư không. Vô lượng ước ngàn kiếp, Phật mới hiện ra đời, hay Phật đến thế gian nơi tất cả chiêm ngưỡng. Trải qua vô lượng ngàn ước kiếp thời gian, Phật mới xuất hiện ra đời. Hiện tại Đức Thế Tôn mới xuất hiện ra đời. Thái tử Đại Oai Quang nói, chúng con và Phật có duyên cho nên Phật mới đến thế gian, Phật là nơi tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng. Ông quán Phật quang minh, hóa phật không nghĩ bàn trong tất cả cung điện tịch nhiên mà nhập định thái tử đại oai quang lại nói các vị hãy quan sát tỉ mỉ quang minh của phật trong quang minh đó có vô lượng vô biên hóa phật ở trong hết thầy cung điện mười phương tịch nhiên mà nhập định ông quán phật thần thông lỗ lông hiện mây sáng chiếu soi trong thế gian quang minh vô cùng tận các vị hãy quan sát cảnh giới đại oai thần lực của phật trong mỗi lỗ lông trong thần phật đều hiện ra vô lượng mây rực rỡ mây quảng bình đó chiếu soi thế gian vô cùng vô tận ông nền quán thân phật lưới quang rất thanh tịnh hiện hình đồng tất cả đầy khắp trong mười phương các vị hãy quan sát thân thể của phật lưới quang phật phóng ra rất thanh tịnh trang nghiêm phật hiện ra hóa thân đồng với tất cả chư phật đầy khắp trong mười phương diệu âm khắp thế gian người nghe đều khoan hỉ tùy tiếng các chúng sinh khen ngợi công đức Phật, diệu âm của Phật nói pháp đầy dẫy khắp thế gian, phàm là chúng sinh nghe được diệu pháp đó đều sinh tâm đại hoàn hỉ. Phật tùy thuận ngôn ngữ của chúng sinh mà dùng đủ thứ lời lẽ khác nhau để khen ngợi công đức tu hành của chư Phật. Quang minh Phật chiếu đến, chúng sinh đều an lạc, có khổ đều trừ diệt, sinh tâm đại hoàn hỉ. Quảng bình của Đức Thế Tôn chiếu đến chúng sinh thì chúng sinh đều được an lạc. Hết thảy phiền não của chúng sinh thảy đều tiêu diệt sạch, cho nên trong tâm của chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ, khoái lạc vô cùng. Quán các chúng Bồ Tát, mười phương đến đạo tràng, đều phóng mây mani, vang tiếng khen ngợi Phật. Các vị hãy quan sát tất cả đại chúng Bồ Tát, từ mười phương thế giới đến đạo tràng này tụ hội gần với Phật, mỗi vị Bồ Tát đều phóng mây mani báu để cúng dường thứ mây đậu, báu đó che phủ phía trên đạo tràng trong mây báu lại hiện ra tiếng vi diệu khen ngợi công đức của phật đạo tràng vang tiếng diệu tiếng đó rất sâu xa hay diệt khổ chúng sinh đó là phật thần lực trong đạo tràng cũng vang ra tiếng vi diệu tiếng đó tận hư không biến pháp giới hết thảy chúng sinh đều nghe được tiếng đó thì đều lìa khổ được vui đó là nhờ thần lực của phật tất cả đều cung kính, tâm sinh đại hoan hỷ, cùng ở trước Thế Tôn, chiêm ngưỡng đấng Pháp Vương. Tất cả chúng sinh đều đến cung kính Phật, trong tâm mỗi chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ, tinh thần rất an lạc, hết thảy chúng sinh đều đến đạo tràng, chiêm ngưỡng các tướng tốt trang nghiêm của đấng Pháp Vương. Các Phật tử, khi Thái tử Đại Oai Quang nói bài kệ đó, thì nhờ thần lực của Phật nên tiếng nói đó vang khắp thế giới thoáng âm. Lúc đó, ông vua hỷ kiến thiện khoa, nghe bài kệ đó rồi, tâm sinh đại hoan hỷ, quan sát các quyến thuộc mà nói bài kệ rằng. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, khi vị Thái tử Đại Oai Quang nói bài kệ đó, thì nhờ thần lực của Phật, cho nên tiếng nói vang khắp toàn thế giới thắng âm. Lúc đó, vua hỷ kiến thiện khoa, nghe bài kệ đó rồi, tâm sinh đại hoan hỷ, quan sát khắp ba vạn bảy ngàn phu nhân và thể nữ, lại quá sát 500 vương tử và quyến thuộc, cũng dùng kệ để nói rõ tâm ý và cảm tưởng của mình. Ông hãy mau triệu tập tất cả các vương chúng, vương tử và đại thần, thành ấp tẻ quan thảy. Ông vô hỷ kiến thiện huệ ra lệnh nói với các người con rằng, các con hãy cấp tốc triệu tập hết thảy tất cả vương chúng, tất cả vương tử tất cả đại thần, tất cả các quan quản lý thành thị và hương thôn mau tập hợp lại ở trong thành chuẩn bị đi đến chốn Phật. Khắp bảo trong các thành, hãy mau đánh trống lên, triệu tập hết mọi người cùng đi đến gặp Phật. Các vị hãy thông trì đến khắp mọi người ở trong thành, hãy mau đánh trống lên, triệu tập hết tất cả nhân dân, mọi người cùng nhau đi đến lễ lại Phật, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, đừng để mất cơ hội do đó có câu trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Tất cả ngã tư đường, hãy đánh chuông báo lên, vợ con và quyến thuộc cùng đến gặp Như Lai. Ở tại tất cả ngã tư đường, đều nên đánh chuông báo lên, khiến cho hết thảy nhân dân dẫn vợ con và quyến thuộc, mọi người cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật, cùng chiêm ngưỡng đảnh lễ Phật. Tất cả các thành quách, hãy làm cho sạch sẽ, khắp treo tràng phan đẹp, mani dùng nghiêm sức Bất cứ là thành lớn hoặc thành nhỏ, các nơi đều phải trang nghiêm và sạch sẽ. Khắp nơi đều phải treo tràng, phan, thủ thắng vi diệu, dùng mani châu báu để trang nghiêm, để biểu thị cung kính phật. Mạng la các lưới báu, âm nhạc vang khắp nơi, nghiêm bị trong hư không, nơi nơi đều đầy rẫy. Hết thảy bằng báu, la báu, lưới báu, đều thẳng dọc rất đẹp. Hết thảy kỹ nhạc vang lên khắp hư không, những vật đó trang nghiêm dự bị, treo ở trong hư không nơi nơi đều treo đèn rực rỡ dài các hoa báo khiến cho khắp nơi đều đầy rẫy không khí trang nghiêm đường xá đều nghiêm tịnh khắp mưa y phục đẹp ông ngự xe báo đẹp với tôi đến gặp phật hết thảy đường lớn hẻm nhỏ đều phải trang nghiêm sạch sẽ khắp mưa xuống y phục tốt đẹp các vị phải chuẩn bị xe báo nghiêm sức cho trang nghiêm mỹ lệ mọi người cùng tôi vô hỷ kiến thiện họa đi đến gặp phật mỗi mỗi theo sức mình khắp mưa đồ trang nghiêm tất cả buổi như mây đầy khắp trong hư không bất cứ là giàu nghèo mỗi người hãy tùy theo sức của mình khắp cúng dường phật hết thảy đồ trang nghiêm rong bảy la liệt ở trong hư không giống như mây biểu thị sự thành tâm cúng dường phật mây sáng lọng hoa sen chuỗi báo hình bán nguyệt và vô số y đẹp các ông đều mưa khắp có hương sáng rực rỡ có lọng báu hoa sen có chuỗi báu hình nửa mặt trăng, có vô lượng y báu đẹp, các vị mỗi người đều nên phát tâm, lượng sức mình để cúng dường Phật. Tù gì biển hương thủy, luân ma ni thượng diệu, và trên đàn thanh tịnh, mưa đầy khắp hư không. Núi tù gì và biển hương thủy đều có luân báu ma ni vô thượng, vi diệu, lại có hương trên đàn thanh tịnh, đều đầy khắp hư không, biểu thị sự cung kính Phật. Các báu hoa chuỗi ngọc trang nghiêm sạch chẳng dơ và dùng đèn mani đều khiến trụ trên không, hết thảy tất cả châu báu tất cả hoa tất cả chuỗi ngọc đều trang nghiêm thanh tịnh chẳng có dơ bẩn dùng mani làm đèn và tất cả đồ trang nghiêm đều treo ở trong hư không tất cả hướng về Phật tâm sinh đại hoan hỷ vợ con và quyến thuộc cùng đến gặp Thế tôn bất cứ đồ trang nghiêm gì chúng ta đều phải cống hiến cho Phật phải sinh tâm đại hoàn hỷ, phải biết đây là cơ hội khó gặp gỡ. Các vị phải xuất lãnh vợ con và quyến thuộc cùng nhau đi đến chỗ của Đức Thế Tôn. Bây giờ ông vua hỷ kiến thiện hoại với ba vạn bảy ngàn phu nhân thẻ nữ, phu nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ, năm trăm vương tử, thái tử Đại Oai Quang làm thượng thủ, sáu vạn quan đại thần, đại thần Huệ Lực làm thượng thủ, như vậy thầy. 77 trăm ngàn ước na do tha chúng vây quanh trước sau từ thành lớn diễm quang minh xuất phát nhờ thần lực của vua nên tất cả đại chúng đều đi trên hư không tất cả đồ cúng dường đều đầy khắp hư không đến chỗ đức phật đều đảnh lễ dưới chân phật rồi ngồi về một bên lúc đó ông vua hỷ kiến thiện huệ nói vài kệ rồi bèn cùng với ba vạn bảy ngàn phu nhân thẻ nữ cùng nhau đi đến chốn phật phu nhân phước cát tường làm thượng thủ và xuất lãnh 500 thái tử cùng nhau đi đến chốn Phật. Thái tử Đại Oai Quang làm thượng thủ, lại xuất lãnh 6 vạn đại thần cùng nhau đi đến chốn Phật. Đại thần Huệ Lực làm thượng thủ, như vậy thầy có tất cả là bảy trăm ngàn ước na do tha đại chúng về quanh vua Hỷ Kiến Thiện Huệ. Từ Đại Thành Diễm Quang Minh xuất phát, nhờ thần lực của vua Hỷ Kiến Thiện Huệ, mà hết thầy đại chúng đều cưỡi mây mà đi hết thầy đồ cúng dường đầy rẫy trong hư không đến chỗ đức phật họ đều đành lễ phật năm thẻ sát đất lễ rồi ngồi qua một bên cung kính nghe phật nói pháp lại có thành Diệu hoa thiên vương thiện hóa tràng với mười ức na do tha quyến thuộc tụ lại lại có thành cứu kính long vương tịnh quang với hai mươi lăm ước quyến thuộc tụ lại lại có thành kim cang thắng tràng dạ xoa vương mãnh kiện với bảy mươi bảy quyến thuộc tụ lại lại có thành vô cấu, can thất bà phương hỷ kiến, với 97 ước quyến thuộc tụ lại, lại có thành diệu luân, A à, tu La vương tịnh sắc tư duy, với năm 18 ước quyến thuộc tụ lại. Lại có thành diệu trang nghiêm, cả lầu La vương thập được hành, với 99 ngàn quyến thuộc tụ lại, lại có thành du hí khoái lạc, khẩn na la vương kim cang đức, với 18 ước quyến thuộc tụ lại, lại có thành kim cang tràng, ma hầu la giả vương bảo xưng tràng, với ba ước trăm ngàn na do tha quyến thuộc tụ lại lại có thành tịnh diệu trang nghiêm phạm vương tối thắng với mười tám ước quyến thuộc tụ lại lại có các ông vua của chín thành xuất lãnh quyến thuộc cùng nhau đi đến chốn phật lễ lại phật chiêm ngưỡng phật gần gũi phật cúng dường phật một thành diệu hoa thiền vương thiện hóa tràng với mười ước na do tha quyến thuộc hai thành kiếu kính Đông vương tịnh quang với hai mươi lăm ước quyến thuộc ba thành kim cang thắng tràng dạ xoa vương mãnh kiện với bảy mươi bảy ước quyến thuộc bốn thành ô cấu can thất bà vương hỷ kiến với chín mươi bảy ước quyến thuộc năm thành diệu luân a à Tù la vương tịnh sát tư duy với năm mươi tám ước quyến thuộc sáu thành diệu trang nghiêm cả lầu la vương thập phương hành với chín mươi chín quyến thuộc bảy thành du hí khoái lạc khẩn na la vương kim cang đức với 18 ức quyến thuộc tám thành kim cang tràng ma hầu na giả vương bảo sơn tràng với ba ức trăm ngàn na do tha quyến thuộc chín thành tịnh diệu trang nghiêm phạm thiên vương tối thắng với 18 ức quyến thuộc đều cùng nhau đến đạo tràng bảo hoa biến chiếu lễ lại đức phật có trăm vạn ước na do tha như vậy tất cả các ông vua và quyến thuộc đều cùng nhau đi đến chỗ đức như la nhất thiết công đức tu di thắng vân đảnh lễ dưới chân phật rồi ngồi qua một bên những thầy như vừa nói ở trên có hàng trăm vạn ước na do tha hết thảy các ông vua và quyến thuộc đều đến chỗ đạo tràng của đức phật nhất thiết công đức tu di thắng vân cúi đầu đảnh lễ phật sau đó lùi ngồi về một bên cùng kính nghe phật nói pháp Bây giờ Đức Như Lai like đó vì muốn điều phục các chúng sinh nên ở trong biển chúng hội đạo tràng nói pháp tu đà là tự tại của tất cả chư Phật ba đời. Có các tu đà là nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc, tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho họ đắc được pháp ích. Lúc đó Đức Phật nhất thiết công đức tù gì thắng vân, Ngài muốn điều phục tất cả chúng sinh nên ở trong Pháp hội, biển đại chúng mười phương chúng sinh và diễn nói Pháp tù Đà là kinh tự tại của tất cả chư Phật ba đời. Có các kinh, nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc của kinh đó, Phật tùy theo tâm ý của chúng sinh mà nói Pháp, đều khiến cho chúng sinh nghe được Pháp mà đắc được Pháp ích. Lúc đó Bồ Tát Đại Oai Quang nghe Pháp đó rồi lập tức đắp được sở tập Pháp Hải Quang Minh, đời quá khứ của Đức Phật nhất thiết công đức Tu Di Thắng Vân. Lúc đó, Bồ Tát Đại Oai Quang, tức là Thái tử Đại Oai Quang, vì Ngài đã chứng được mười thứ trí huệ quang minh cho nên gọi là Bồ Tát. Ngài nghe diệu Pháp đó rồi, lập tức đắc được sở tập Pháp Hải Quang Minh của Phật nhất thiết công đức tu gì thắng vân đã tu trong quá khứ đó là đắc được trí quang minh nhất thiết pháp độ bình đẳng tam muội trí quang minh tất cả pháp đều vào trụ ở trong tâm bồ đề ban đầu trí quang minh thập phương pháp giới phổ quang minh tạm thanh tịnh nhãn trí quang minh quan sát tất cả phải pháp đại nguyện hải trí quang minh vào vô biên biển công đức thanh tịnh hạnh trí quang minh thú hướng bất thoái chuyển đại lực tốc tật tạm Chí quang minh trong pháp giới vô lượng biến hóa lực xuất vi luân trí quang minh quyết định vào vô lượng biển công đức viên mãn trí quang minh biết rõ tất cả phật quyết định dài biển trang nghiêm thanh tịnh trí quang minh biết rõ pháp giới vô biên phật hiện thần thông cho tất cả biển chúng sinh trí quang minh biết rõ tất cả pháp phật được vô sở ý bồ tát đại quang đắc được pháp ích mười thứ trí quang minh một trí quang minh minh bạch tất cả pháp tiên dung vô ngại bình đẳng tam muội hai đắc được trí huệ quang minh minh bạch tất cả pháp và trụ và trong tâm bồ đề ban đầu ba đắc được trí huệ quang minh thành tịnh nhãn minh bạch mười phương pháp giới thảy đều có đại quang minh tạo bốn đắc được trí huệ quang minh minh bạch quán sát tất cả pháp phật pháp biển đại nguyện năm đắc được trí huệ quang minh minh bạch pháp buồn và vô biên biển công đức thanh tịnh hạnh sáu đắc được trí huệ quang minh minh bạch thú hướng tâm bổ đề bất thoái chuyển có sức đại tinh tấn tốc đoạt tạng bảy đắc được trí huệ quang minh minh bạch trong pháp giới có vô lượng sức biến hóa hay lìa khỏi tất cả khổ luân tám đắc được trí huệ quang minh minh bạch quyết định và vô lượng biển công đức viên mãn chín đắc được trí huệ quang minh minh bạch tất cả quyết định giải đạo lý của tất cả các pháp của phật trang nghiêm thành biển cả mười đắc được trí huệ quang minh minh bạch pháp giới vô biên phật biển thần thông hiện ở trước tất cả chúng sinh 11. Đắc được trí huệ quang minh, minh bạch, giác mười lực và vô sở ý của tất cả chư Phật. Bây giờ Bồ Tát Đại Oai Quang đắc được vô lượng trí huệ quang minh như vậy rồi. bèn nương oan lực của Đức Phật mà nói bài kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Đại Oai Quang đắc được vô lượng trí huệ quang minh như vừa nói ở trên rồi. Trong tầm vạn phần hoan hỷ, bèn nương Đại Oai Thần lực của chư Phật ra bị cho Ngài, bàn cho Ngài Đại Trí Huệ, khiến cho Ngài nói ra bài kệ đều khế hợp với ý của Phật.